Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay gia đình Khoai Tây ăn bánh mì xá xíu này mọi người ơi. Đây, Khoai Tây thì ăn cháo cá và bông bí xanh, bông cải xanh chứ quên. Và bí ngòi. Đây là bánh mì nè, còn chuẩn bị một ít hành lá, dưa chua với lại ngò. Sau đó là tráng miệng với lại dưa hấu. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình Khoai Tây nha. Khoai Tây xin chào ông bà cô chú. Khoai Tây xin chào ông bà cô chú. Đấy, thôi. Nè, ăn gì đâu mà nó rớt tùm lum tà la nè, cầm nè ăn ha. Giờ má đi làm cơm cho ba nha. Giấm chờ má chút con, má đang làm dở tay. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay gia đình Khoai Tây ăn bánh mì xíu mại mọi người ơi. Còn Khoai Tây thì ăn cháo, cháo cá và bông cải xanh và bí ngòi. Sau đó là ăn tráng miệng với lại dưa hấu. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình Khoai Tây nha. Xin mời cả nhà.
Và khoai tây me cái này giống như là lucky luck. Flava nuts. Okay. And a ghost took for this man. So, yeah, but so what's coming to do that? Messer? Hol ich gleich. Okay. Da kann man nicht schneiden. Das ist nur Buttermesser. Nur für Butter. Das ist scharf. Tại vì người Việt Nam mình á ăn không có dùng dao để ăn cho nên món khoai tây đâu có biết cái dao nào là cái dao nào đâu. Người Tây thì họ biết mình đâu có biết. Phải tùy theo dao nữa. Ai, cháo của khoai tây nè. Cá với lại bông cải xanh được xay lên tại vì cá mắc khoai tây sợ có xương cho nên xay lên cho nó nhuyễn luôn cho nó an toàn, còn cháo thì nó mềm rồi nên khỏi xay. Nên cho khoai tây là đây. Đó, khoai tây miếng dừa. Das falsch gesucht und passt doch. Không có dao để cắt bánh mì này ơi. Thì mình phải lấy cái con dao này. Geht auch. Ist auch richtig Messer. Aber das sind keine richtigen Messer. Die sind super stumpf. Tại cái dao này nó có cái răng cưa bự hơn cái răng cưa kia cho nên thành ra là cắt được bánh mì. Và khoai tây nó cái dao này dùng để trét bơ thôi. Good. Má khoai tây thì thích nhét hơn. Thật ra VS in ha, Vietnamese in ha. Đó. Chào mời. Nhớ. Aber dann läuft die Hälfte wieder raus. Đây mình sẽ nhét vô. Này mình thích ăn nhét hơn. Ba khoai tây thì thích ăn chấm tại vì anh nói là nhét xong cái lúc mà cắn cái nó lòi ra làm cho anh bực mình. Đây, nhét vô. Ok. Chili đã đó. Green stock. Mì xíu mại vô. Rồi. Đó là vàng nước. Rồi hồi đó mình nhớ cái hồi nhỏ á, đâu có nhiều tiền đâu mà để mua cái bánh mì. Có cái cô ở quê mình á, bán bánh mì mà mỗi lần mà má cho 200 đồng á đi ra mua bánh mì ha, là cái cổ thường á là cắt một muỗng mì là cổ sẽ cắt làm ba,
rồi 200 á thì cổ lấy 1/3 đó đó, cái cổ chan một miếng nước này rồi vậy là mình ăn, chứ đâu có đủ tiền đâu mà mua nguyên ổ, mà cũng không có tiền để mà nhét cái xá xíu. Cho nên thời đó hả, cái xíu mại này nè là giống như là niềm mơ ước, niềm mơ ước luôn á. À, trời ơi, ước quá, ước quá rồi. Niềm mơ ước con nít mà. Rồi, mời cả nhà nha. Ngon. Sệt cuốt. Lát nữa xuống sàn cho khoai tây ăn đi. Bây giờ Vũ mệt mỏi quá, lát nữa mới để khoai tây xuống sàn ăn nha. Chứ bây giờ Vũ mệt mỏi lắm. Ăn xuống sàn thì bò tới bò lui hả, miệng ầm ầm. Cái này không thích. Giờ biết sao đây. Und der hat sich vorher schon so auf ihren Kopf gestoßen. Und kannst du mir das schicken? Ich weiß nicht, wie lange ist das? Und kannst du meinem Vater schicken? Oder einfach nur die eine, die 30 Sekunden, wo sie dann abfängt zu weinen. Okay. À, anh trời này cái gì cũng muốn video á, lúc nào cũng gửi cho ông nội coi hết á, lúc nào cũng muốn gửi video cho ông nội coi. Còn bà ngoại Việt Nam á thì bà ngoại vô kênh YouTube luôn, bà ngoại coi thẳng trực tiếp vô YouTube luôn. Mỗi lần bà ngoại nhớ về tay là coi, nhưng mà thật ra bà ngoại coi cả ngày luôn, ngày nào cũng coi hết, nên ngày nào cũng có video gì cho xây. Còn ông ngoại thì ông nội thì không dùng YouTube, cho nên thành ra là gửi thẳng video về cho ông nội. Ngon lắm mọi người. Sẽ quýt không? Rất là ngon luôn. Bánh mì nó không có bánh mì giống như Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình là bánh mì nó mềm hơn, cái này bánh mì hay cứng. Cái ăn xong rồi giọng rộng rửa sâu. Heute gut geschlafen? Nein. Heute Nachmittag von 11 Uhr bis 12 Uhr. Und dann gestern von 4:30 bis 5 Uhr. Nein, 4:30 bis 5 Uhr. Heute Morgen lang geschlafen, oder? Ja, bis 9:45 Uhr. Aber gestern Nacht um 9 Uhr schlafen gegangen. Sehr gut. Und nur einmal um 2:30 Uhr wach zu trinken. Und dann bin ich häufiger aufgewacht heute Nacht. Bestimmt dreimal. Und dann nochmal in 7:30 Uhr, aber da 7:30 Uhr, sonst
Anh đừng có thác vào được. Und nicht geweiht, wenn es geschlafen wurde. Aber nur umdrehen, da, da. Ja, umdrehen. Ja. Vừa ngủ vừa lật. Mà lật xong là ngóc cái đầu lên, vừa ngủ vừa ngóc cái đầu lên, mà đang nằm ấp nữa. Không hiểu luôn. Khoai tây biết đang nói về khoai tây đó. Babies. Drehen ist super häufig um den Schlaf. Ja. Und da dann? 30 bis 50 Mal. Habe ich mal in der Tempas-Werbung gesehen. Da dann? Kannst du, wenn es hier kommt, ist der harte Guy. Kannst du von ein bisschen geweiht zu trinken? Aber so ein Gesicht sind nicht gelegen. Dann sagst du, so ein Gesicht sind. Ừ, con biết nói về con á hả? Mới đâu đây sáu con, má chỉ kể chuyện hay hơn của con thôi. Đâu có nói sáu con đâu. Ha. Cái này cút mà ôm nó xem mà. Má không có nói sáu khoai tây ha. Rồi, cái nào? Là phải làm cái hết rồi. Und heute gut gegessen, Dada. Heute sehr gut gegessen und ich fand sie nicht mehr so futtern. Verstehst du? Ja. Ich habe Angst, dass vielleicht heute sehr zu viel essen, dann nicht gut. Ngày hôm qua nó tâm sự với mọi người là bà khoai tây nóng tính. Nhưng mà được ta làm ảnh cực kỳ nóng tính, nhưng mà được cái là sau khi mà nóng tính xong á thì cực kỳ dễ thương. À, xin lỗi làm lành rồi. Và có cái vấn đề gì á là giải quyết luôn chứ không có để qua ngày mai hôm sau và không có để bụng cái gì hết. Có gì khúc mắc là phải nói ra. Có nhiều khi mình giận mình chưa có muốn nói là anh cũng phải hả năn nỉ để mình nói ra để cái vấn đề đó được giải quyết ngay tức khắc, không chứ không có để mà dây dưa rồi được cái chỗ đó. Lúc nào cũng đối thoại. Nó Schweinefleisch, Hackfleisch. Oh, das auch Rind gekauft, habe ich gesehen. Auf dem ah nein, das ist das Fleisch, nicht Hackfleisch. Ja, ich habe Rindfleisch gekauft mit 30% Rabatt. Du musst dir mal eine Diesel-App installieren. Mit meinem Account, da kannst du dann sammeln und dann können wir ab und zu mal einen gratis Artikel. Mát sẽ nghe lời ba. Ich habe mich einloggt, aber ich habe mein Passwort vergessen. Ich muss neues Passwort machen. Mát sẽ làm theo ba làm. Con đồng ý với ba hả? Con kêu mát phải làm theo vậy. Rồi mát sẽ làm như ba. Ja, heute habe ich 230 bezahlt. Hund schenken. Hund oder Hund? Hund. Huhn. Huhn. Nicht Dog. Khoai tây đi chợ với má hả? Đúng rồi đó. Khoai tây giỏi lắm. Khoai tây đi chợ với má.
ra siêu thị ra hết ầm ĩ luôn. Cái thịt heo này là nó không có quá ướt tại vì nó ít mỡ. Nó ít mỡ thành ra cho nên là nó hơi khô. Nhưng mà rất là ngon. Nó hơi khô nhưng mà rất là ngon nha. Sophie, à, sẵn để tâm sự cái vụ làm YouTube. Hình như mình tâm sự rồi sao á. Là ban đầu á là mình nói mình muốn làm YouTube rồi là ảnh không đi. Còn cuộc sống gia đình của mình lại đưa lên trên mạng đồ, ảnh không có thích, ảnh sợ này nọ rồi kiểu gì đó. Xong cái bắt đầu cái cũng thuyết phục năn nỉ là thôi cái em ở nhà đâu có làm gì đâu. Anh buồn lắm. Chỉ có cả ngày cái chăm khoai tây không mà chán lắm. Rồi thêm nữa là em quay quá trời video của khoai tây nè, mà bây giờ là máy đầy rồi đó, tiếp tục lần rồi đó bắt đầu cái ảnh ok, cho nên thành ra là khoai tây tới 8 tháng à không, khoai tây được 6 tháng tuổi thì bắt đầu mới làm YouTube. Mà khi mà ảnh ok cho mình làm YouTube rồi á mà mình vẫn chưa có làm, ảnh hỏi chứ ủa chừng nào em làm lần cái bây giờ cái ảnh rất là nên là hào hứng với chuyện làm YouTube. Cho con miếng nữa nè. Đó đó, quýt cà chua phê. Đó mỗi lần quay phim như vậy là tại vì có một lần á là đang quay cái xong cái nó có cái vấn đề gì là khi máy quay á cho nên thành ra là nó tắt. Giữa chừng quay được có mới có như có 9-10 phút và cái nó tắt cho nên thành ra là khi mà mình edit video thì nó không có thấy ủa. Cho nên là bây giờ là cứ mỗi lần mà quay như vậy nè là ba khoai tây là hay đứng dậy kiểm tra khoai tây là nó có đang chạy hay không. Cho nên hồi nãy em đứng dậy kiểm tra nó chứ nếu mà nó không nãy giờ nó không quay á thì anh không thể làm lại từ đầu được, no rồi không thể nào mà ăn thêm nữa. Nhưng mà mình hết được đèn sấm sớp ở ngoài mọi người thôi. Bánh mì xíu mại. Xíu mại ha, xíu mại chứ đâu phải xíu xíu ha. Thì bớt thì mấy chậm. Nhưng mà Mưa cho nên nó cũng đỡ luôn. Đỡ nắm. Cái tay hay bò rồi thì cũng đầu tới cũng đầu luôn á. Thật ra đứa trẻ nào nó cũng cụm đầu rồi nó té rồi dập mặt dập mũi đứa nào làm gì. Rồi thậm chí mà bản thân ảnh á, ảnh cũng động Google, ảnh nói là con nít mà đang đi hoặc là đang chạy mà nó té thì cái đầu nó không sao hết. Nhưng mà con nít nó chỉ cái đầu nó có vấn đề nếu mà như là nó té từ trên cao xuống hoặc là nó đập vô cái thứ gì cứng như đá mà khi mà té xuống là nó không khóc á thì lúc đó rất là nguy hiểm. Ảnh động vậy luôn mà mỗi lần mà khoai tây mà dập đầu rồi này nọ nữa là bắt đầu ảnh sợ. Ảnh không phải ảnh ảnh nói chân phải mua cái mũ hai cha con phải mua cái mũ bảo hiểm cho khoai tây đội. Ngày hôm qua anh đo đầu nhỏ rồi. Đo cái vòng đầu của khoai tây bao nhiêu để mà mua cái mũ bảo hiểm cho khoai tây. Xong cái má người ta mới hỏi ủa mũ bảo hiểm đội trong nhà luôn hả anh? Có ừ cục thâu trong nhà này đội trời ơi ấy
Trong nhà sao đội mà bảo hiểm? Má nói phải, nó ăn muốn bảo vệ cho khoai tây. Mà nghĩ coi, cái thời tiết này nóng vậy, làm sao mà đội mà bảo hiểm được? Xe bốt vô trước rồi đó. Rồi em nữa là lội cái mũ vải á, cái nón vải rất là nhẹ luôn, mà khoai tây đội mà khoai tây còn kéo ra kéo vô nữa. Nó hồi gì cái mũ bảo hiểm. Cup is a rose. Anh cứ sợ, anh nói là không sao, sợ khoai tây. Ví dụ như anh nói chứ khoai tây chậm đi cũng được, chậm bò cũng được. Nhưng mà chứ khoai tây mà té ngã vậy rồi khoai tây sẽ ngu nữa, học không được. We're not going to say whether the name is funny. Đúng không? Is that super good? Wirst du nicht? Doch, aber komisch, da. Ja, natürlich ist das komisch, aber. Wer das. Ein paar Wochen ist das auch gar nicht mehr nötig. Dann. Haben Sie mal? Du hast ein Lernkind, naja, aber. Der Papa ist noch zu klein. Pass noch nicht auf. Lúc trước không? Khoai tây mới biết bò á. Mới biết bò cho nên là chân nó hơi yếu, cho nên thành ra là hay bị té. Tay cũng. Ich kaufe mir zwei Hände und dann kann ich jeweils einen hier als Knieschutz nehmen. Mới biết bò tay chân yếu cho nên là hay bị té. Ông về cái máy khoai tây cũng bỏ video trên YouTube. Ông về cái ông không cho khoai tây bò nữa, té đâu. Khoai tây là công chúa của ba mà, cho nên thành ra cái gì cũng lo sợ. Mình tưởng đó là mình sợ rồi chứ hay lo lắng rồi chứ ổng cũng lo lắng hơn nữa. Thầy gì con, ăn đi. Ăn đi con, ăn đi. Nhâm nhâm nhâm. Đàn bông dung trên trời, đẹp mây xanh hôm nay xuống chơi. Em nay đang buồn thấy anh chật như thánh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Chẳng qua hôm sau đám cưới liền tay có hai người nghe ta ra ta ra ta ra ta ra. Mai đây cha thường giàu quá sức cho thịt thôi đâu muốn. La 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 la. Bum 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 bum. Vì mình đang nhau dây thơ hồng người nói xanh thôi. Anh yêu em như đang được tìm mất thứ gì. Và xong rồi. Đó đó. Lừa người ta, lừa dối người ta, lừa gạt người ta.
thôi thôi không sao, mới xin lỗi cô, mai ông làm nữa hả, mai ông làm gì thôi thôi. Ừ, mà mâm khoai tây để cho khoai tây xuống sàn rồi xong khoai tây ăn cho nó ngon miệng nha. Ôi chua cho, ôi ở đây ngồi đây. Ừ. Thì còn không tâm chờ chi nữa, vì mình bớt giận rồi. Ăn gì ăn ăn gì đâu mà hả lừa gạt người ta, nói là đút hoa dưa mà rút cuộc đút cháo. Ta thôi má ơi, không sao đâu, đây 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 mình xuống đất mình ăn ha. Ok thôi tết. Rồi bây giờ tạm biệt, để cho khoai tây xuống sàn ăn cháo và ông bà cô chú ơi, còn miếng dưa nữa ăn cho nó hết. Không được tên đâu. Xuân ăn cơ. Thôi má không có, làm sao má không có gạt khoai tây nữa nha, má xin lỗi khoai tây. Lớn hơn bà cô chú đâu phải còn nhỏ nữa đâu. Super mà dễ bị gà. Ba cũng nói là super chuyên nữa. Or a cup of mama and then. And listen to the speakers of the mind. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của gia đình khoai tây. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye. Bye, bye. Yeah.